Chiaki và cô dâu Anh Thơ đang trao gửi cho nhau một kỷ vật vô cùng quan trọng, đó là đôi vòng nhẫn cưới thân thương. Và kể từ giờ phút này, cô dâu và chú rể đã chính thức trở thành vợ thành chồng và sẽ cùng đi chung trên con đường hạnh phúc trong suốt cuộc đời của mình. Và chúng ta cùng cầu chúc cho tình yêu của cô dâu và chú rể sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thật giòn giã của quý vị dành tặng cho cô dâu và chú rể. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngay sau đây, xin được mời cô dâu và chú rể hãy cùng tiến sang bàn đánh để chung tay cắt bánh cưới hạnh phúc. Xin mời cô dâu chú rể.